なひな祭りパーティーですからね。チーでしょ、これこそ人が酔いしれる霊力の力ですわ。Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Yeah.
video cũng đã dài rồi, mình xin kết thúc video tại đây nhé. Các bạn nhớ ủng hộ để lần sau mình ra phần 3 là một là One Piece, hai là Kim Ngư Sư. Và bye bye, xin hẹn gặp lại. Liệu máu vẫn nóng nơi tim bồi hồi, người năm xưa đâu rồi, lạnh băng tiếng khóc cười, anh ở nơi xa xôi vô lối.